Ngày 3 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc một số nước phương Tây muốn lợi dụng cuộc xung đột quân sự ở Ukraine để đẩy đất nước Nga đến bước ngoặt mới của sự tan rã, làm mọi thứ có thể để khiến các tổ chức nhà nước của Nga tê liệt và lấy đi quyền kiểm soát đất nước như những gì từng xảy ra vào năm 1991. Ông Medvedev khẳng định những nỗ lực chia nước Nga thành nhiều phần vô cùng nguy hiểm và không được xem nhẹ. Hơn nữa, ông so sánh việc phân chia bắt buộc kho hạt nhân giống như chơi cờ với tử thần, mà chính xác là khi bị chiếu tướng thì đó sẽ là ngày tận thế của nhân loại. Bình luận về kho hạt nhân khổng lồ thời Liên Xô ở Nga, ông Medvedev nói với hãng tin TASS, toàn bộ kho hạt nhân chiến lược đã để lại ở Nga và chúng tôi đang bảo quản tốt chúng. Ông Medvedev tự tin rằng kho hạt nhân của Nga là sự bảo đảm tốt nhất để bảo vệ nước Nga vĩ đại. Theo tạp chí Newsweek, một số chính trị gia khác của Nga bỏ ngỏ việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có mối đe dọa sống còn với nước này. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây nóng lên sau sự kiện Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2. Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga, tích cực chuyển vũ khí tới hỗ trợ và cung cấp các khoản viện trợ để Ukraine đối phó với Nga. Phía Moscow cảnh báo những nỗ lực này có thể sẽ khiến cho xung đột quân sự bị kéo dài.